nay gặp anh Tuấn là có chuyện. Thằng Sơn điên, nó muốn giành địa bàn của mình. Có việc đó nữa sao? Nó bây giờ lên mặt lắm, mình phải xử nó thôi. Mà bây giờ em bận nhiều việc quá, anh Tuấn lo chuyện này giùm em đi. Việc đó cậu cứ an tâm, cứ để anh lo. Thành thái tử này lúc nào cũng nể anh Tuấn hết. Anh Tuấn đúng là người đứng đầu. Cạn ly, chúc cho cõi thiên thai của mình ngày càng phát triển. Chào anh. Giới thiệu với anh, đây là con trai của tôi. Mời anh, dùng nữa nha. Đại ca kìa. Đại ca. Dạ đại ca. Đi đi thôi. Đi đi. Đuổi heo. Đi lên. Ở đây. Tới kìa. Có nhiều đầy đó. Quá. Trời hết nhiều đầy luôn nè. Mày sao? Tao cũng nhiều đầy đó. Chung đi, chung đi. Dạ. Mày này xui quá nè. Đại ca. Đại ca. Đại ca bị bắn rồi. Đại ca. Mày chơi tao. Giết nó! Hôm nay trúng mắt rồi. Tôi về. Trời ơi, thua nữa. Xuống bài. Hôm nay xui quá ông ơi. Tiền đây. Thì chú ngày này ngày kia. Chơi tiếp đi. Thua quá. Về đi. Về đi. Xuống bài đi em chồng ơi. Bên đây không mày? Đây theo không? Theo đi. Lại lên. Vào không? Hay lắm bà chị. Mời chị. Tiếng đàn của chị càng nghe càng lôi cuốn. Người ta nói rằng tiếng du dương của tiếng đàn piano sẽ đưa ta thoát ly thực tại đến một thế giới đầy mộng mơ. Nhưng với chị, tiếng du dương của đàn dương cầm là tấm gương phản chiếu chân thực của cuộc đời này. Trong ảo có thực, trong thực hoàn ảo. Đó chính là sự vi diệu của tiếng dương cầm. Phụng tỷ. Chuyện gì? Có chuyện rồi Phụng tỷ. Có một đám khách đang đánh tụi con Phi. Mẹ nó,
Địa bàn của Phùng tỷ mà cũng dám kiếm chuyện à? Ra đập đó cho tao. Dạ. Phụng tỷ, tụi mày định làm loạn ở đây à? Giết ra tụi mày! Giết ra tụi mày! Đứa này! Địa bàn của Phụng tỷ mà cũng dám quậy à? Cút! Anh Tuấn, anh bị sao vậy? Anh không sao. Có ai biết em đến đây không? Dạ không anh. Chúng ta có nội gián. Anh khoan, hãy tính chuyện đó. Bây giờ thì chúng ta cần phải cứu cô ấy trước. Cô ấy, cô ấy vì cứu anh mà bị thương quá nặng. Cả anh và em đều biết trên đời này chỉ có một người có thể cứu sống được cô ấy. Nhưng chúng ta liền biết quy tắc của cõi thiên thai rồi mà. Anh biết chứ, chỉ có những người trong cõi thiên thai mới được hưởng đặc quyền đó. Có điều cô ta đã cứu anh một mạng, anh không thể để cô ta chết được. Bọn chó chết, giết hết tụi nó cho tao. Chú Hùng, hiện tại chưa có tung tích của anh Tuấn, con nghĩ chúng ta nên chờ đợi. Chờ đợi là chờ đợi làm sao? Bằng mọi giá phải tìm được tung tích của anh Tuấn. Chào mọi người. Còn tới đúng lúc lắm. Mọi chuyện như thế nào nói cho chú nghe. Thành, mày có bị điếc không? Không nghe chú Hùng hỏi hả? Tao nghe rồi, được chưa? Hả? Anh em thử nạn hết rồi, nhưng thằng Sơn chỗ điên cũng không có qua khỏi đâu. Thằng đó chết là đáng lắm, nhưng mà còn thằng Tuấn, thằng Tuấn có sao không? Nó có bị gì không? Chú lo cho thằng Tuấn quá. Mọi việc đã có anh Thành lo rồi, chú lo lắng quá làm gì? Anh Tuấn, Tuấn, con về rồi hả? Con làm chú lo quá. Dạ, con không sao chú à. Cảm ơn chú. Anh, mời anh trở về. 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 Cảm ơ
cảm ơn cậu. Dạ. Cô dậy rồi à? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cõi thiên thai. Cõi thiên thai? Đây là nơi mà tất cả mọi người đều muốn đến. Nhưng không được ở lại. Cô là trường hợp đặc biệt. Một trường hợp chưa bao giờ xảy ra tại nơi này. Cô hiểu chứ? Là sao? Tôi thật sự không hiểu. Ai là người đã đưa tôi đến đây? Một người đã nhờ tôi bằng mọi giá phải cứu được cô. Cậu bị sao vậy? Mà cô gái này là ai? Nhờ ông giúp tôi cứu cô gái này. Cô ấy mất máu quá nhiều, vết thương quá nặng. Lại là đàn bà. Trong cuộc đời của đàn ông sẽ thoải mái và thảnh thơi biết bao nếu như họ không nghĩ tới đàn bà. Các người hiểu điều đó không vậy? Ê, lão quá vậy? Tính mạng con người ta đang nguy kịch, ông còn đứng đó nói nhảm cái gì? Rốt cuộc ông có chịu cứu hay không? Phong lão tà này có một lời thề: không bao giờ cứu người ngoài cõi thiên thai. Mang cái xác cô gái này ra ngoài đi. Ông cứ cứu cô ta, mọi việc tôi sẽ chịu trách nhiệm. Được, tôi sẽ giúp cậu lần này, nhưng không có lần thứ hai. Hãy mang cô gái này đến giường đi. Mà còn cậu thì sao? Tôi chịu được. Vậy cậu ra ngoài đi. Cậu sao rồi? Cảm ơn bác sĩ. Không sao đâu, cô ấy khỏe rồi, mới vừa bỏ đi. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Có chuyện gì? Trong lúc điều trị vết thương, tôi phát hiện cô ta có xăm hình, mặt trăng máu. Hình xăm mặt trăng máu hả? Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là cô ấy đích thực là đứa em gái thất lạc của ông. Chỉ có gia đình ông mới có hình xăm mặt trăng máu. Tuy nhiên, tôi có cảm giác không tốt về sự trở về đột ngột của cô gái này. Ý ông là... Cậu hãy cẩn thận. Phúc thì do họa gây ra, họa thì do phúc liên lụy. Con này đâu?
xin chia buồn một chút. Thằng khốn, mày còn dám dắt mặt mày tới đây nữa hả? Người trong nhà với nhau, có gì từ từ nói chuyện. Mày buông ra đi, để tao giết nó. Chú Hùng, bình tĩnh đi. Người nhà không hả? Mình là anh em đúng không? Anh em thì phải có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Tại sao mày giết thằng Đông? Mày nói đi, tại sao mày giết thằng Đông? Nè, mày muốn tạo phản hả? Sao mày dám đổ thừa cho anh Tuấn? Vụ quan hả? Đợi mà coi. Đây là chứng cứ mà mày mong muốn phải không? Là bộ bài mà mày hay dùng nè. Tao đã tìm thấy nó tại hiện trường vụ án mạng. Mày còn gì để chối cãi nữa không, thằng khốn? Chú, tao không ngờ mày lại là một thằng dối trá, điếu cán. Tao đã lầm tin mày. Bình tĩnh lại, chuyện này để con giải quyết. Với lá bài này thì đại ca, anh không còn đứng trong cương vị cao nhất ở đây nữa. Tôi muốn thách đấu bài với anh. Mày im đi. Mày không đủ tư cách để nói câu đó ở đây. Mày nên nhớ, luật lệ trong cõi thiên thai này, muốn đấu bài với thần bài phải được sự đồng ý của các trưởng lão. Chú. Một cái gật đầu thôi. Muốn nói về luật của thiên thai, nó dắt người lại vô nhờ phong lão tà trị bệnh là phạm luật cõi thiên thai. Mày, mày nên im cái miệng của mày lại. Bạn Trần Thảo, cô ấy đích thực là đứa em gái thất lạc của ông. Dám đấu không? Tôi đồng ý. Anh, bộ anh không thích bên cạnh em nữa hả? Sao em hỏi anh như vậy hả? Hay là anh chán em rồi? Làm sao có một người đàn ông nào mà có thể chán một người phụ nữ tuyệt vời như em vậy? À, anh nè. Bọn đàn em của thằng Sơn chó điên á, đã theo anh hết rồi. Anh còn lo sợ gì nữa? Hay là anh lo cho trận đấu ngày mai? Không, anh không lo sợ gì hết. Mọi chuyện ở trong vòng kiểm soát của anh. Sợ điên, ta muốn hợp tác với tụi bay. Ý mày muốn thế nào? Tao muốn cái mạng của Bồ Cơ Tuấn. Tại sao bọn tao phải hợp tác với mày? Cho tao cái giá nửa cái cõi thiên thai này được không? Được. Đó là mày nói đó nha. Em phải giúp anh làm chuyện này. Chào người anh em. Chào thần bài Việt Nam, Bồ Cơ Tuấn. Hôm nay, cái danh xưng đó, anh chỉ được nghe lần cuối cùng thôi. Anh hiểu chưa? Qua ngày mai nó sẽ không còn nữa. Chúng ta bắt đầu chứ?
ok thôi. Cậu muốn đấu như thế nào? Hôm nay chúng ta đấu bài xì tố. Được. Tôi muốn chơi bằng bộ bài của anh. Cái bộ bài là bằng chứng cho cái chết của người anh em của mình đó, thằng Đông đó. Nhớ không? Là chính cậu chọn nha. Chia bài đi. Khoan đã, tôi muốn lấy cây bài đó. Mời cậu tốt. Mời cậu tốt. Người phụ nữ bên cạnh này. Không sao đâu. Được. Còn cậu thì sao? Thì tôi cũng vậy thôi. Anh Thành. Em cứ yêu anh. Nhưng mà hay lắm rồi em. Ông trời hôm nay có lẽ giúp tôi rồi. Tôi lại được quyền tố nữa. Tôi muốn tố cả gian sàn của anh. Là cõi thiên thai à? Không những là cõi thiên thai, mà còn luôn cái danh hiệu thần bài Việt Nam bô cư của anh. Sao? Được. Tôi đồng ý. Chia bài tiếp đi. Bài tôi lại lớn nữa rồi. Trên bàn là ba con xì. Tôi lại có quyền tố nữa rồi. Mời cậu. Tôi muốn tố cái mạng của anh. Sao? Chịu không? Cái mạng của anh, người phụ nữ bên cạnh anh, tất cả giang sơn mà anh có, giang sơn đó đáng lý ra phải là của tôi. Được. Tôi chịu theo cậu. Đại bàng nó đậu trên một cành cây cao vì một niềm tin. Niềm tin đó ở đâu? Không phải là do cành cây đó, mà do đôi cánh của nó. Hả? Hiểu chưa? Sao? Dở bài đi. Không dám dở hả? Làm sao mà anh dám dở được? Tôi đang giữ tất cả những quân bài mà anh đang cần. Hả? Bài của anh không thể nào là thùng phá sảnh được. Không thể nào ăn bài của tôi được. Đúng bồ cơ. Hôm nay tôi phải lấy lại những gì mà tôi đã có. Hôm nay nhất quyết tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt. Tuấn bồ cơ.
Bốn con xì nằm trong tay tôi, làm sao anh có được thùng phá sản được? Làm sao được? Cậu coi bạn còn lại đi. Sao hả? Chưa thấy rõ hả? Tôi đã có tứ quý xì. Mà. Là lá này đúng không? Cậu đã thu hết rồi Thành à? Giỏi lắm. Giờ sao? Thằng Sơn đi đâu rồi? Giờ là thằng Sơn phải có mặt ở đây. Mày đang muốn kiếm cái này chứ gì? Anh Tuấn, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa hết rồi. Tụi mày chuẩn bị hàng tới đâu rồi? Tất cả đã chuẩn bị xong. Em đang chờ lệnh của anh. Lần này tao cho thằng Tuấn bù cơ thì biết mặt tao. Đại ca, chúng ta đã nấp rồi. Yên ngư. Thằng Sơn chó điên và đàn em của mày đang chờ mày với âm phụ đó. Mày đừng tưởng mày cấu kết với tụi nó thì anh Tuấn không biết gì. Thằng Thái Tử, mày đừng có làm ẩu. Bỏ xuống xuống đi. Tao đã buông xử cái thằng đã giết người anh em của mình. Mày đang cùng phe với nó hả? Bỏ tao ra. Bỏ tao ra. Nếu lá gan cậu đủ lớn, cậu bắn đi. Mày tưởng tôi không dám hả? Dừng lại. Chú Hùng ơi. Chú, tụi nó thông đồng với nhau. Tụi nó muốn hãm hại con kia. Tụi nó cùng phe với nhau đó. Con sẽ trả thù cho thằng Đông. Con sẽ giết nó cho chú. Tao biết hết rồi. Mày phải trả giá cho tội ác của mày. Tao đã quá tin tưởng mày để cho mày dắt mũi. Dạ thưa chú, có người gửi cho chú. Cuối cùng cái chết của thằng Đông cũng trở về quê lạc. Và không ai tìm được hung thủ thật sự. Mọi chuyện sao rồi?
Anh Thành, quay đầu lại đi. Chúng ta thua rồi. Các người muốn gì? Muốn gì hả? Muốn cái mạng của cô đó. Tại sao? Tại sao? Trách mình đi, vì biết quá nhiều. Lên tụi bay. Mọi âm mưu của thằng Thành làm sao qua được con mắt của anh Tuấn. Như cô đã thấy, những toan tính của nó đều đã bị phá sản. Anh Tuấn đều đi trước nó một bước. Thằng Thành, nó sẽ cho người thủ tiêu con Mi. Khi nào bác sĩ lên được để cứu em gái tôi? Tôi biết phải làm gì rồi. Anh có chuyện gì dặn dò em à? Linh Đan là cô gái rất là tốt, nhưng nó rất yêu thằng Thành. Nó sẵn sàng làm những gì mà thằng Thành sai bảo. Ý anh là muốn em giữ mạng của cô ta? Đúng vậy. Tôi muốn cho Linh Đan hiểu rõ mọi chuyện, và tôi muốn thằng Thành nó quay đầu. Thằng Đông là đứa em giàu sinh ra tử với mày, nỡ nào mà mày lại giết nó hả? Mày có còn là con người nữa không? Mày có còn là con người nữa không? Anh muốn nhờ chú giúp anh chăm sóc cho chị và các con anh thật tốt. Cố gắng truy tìm tung tích của con My. Dạ anh, em sẽ cố gắng. Nhưng mà sao hôm nay anh lại nói chuyện này? Dạo này sức khỏe anh tệ lắm, không còn được như xưa nữa. Những vết thương cũ lại tái phát. Được rồi, em sẽ gọi Phong Lão Tà về trị cho anh. Không cần đâu chú Hùng. Anh muốn chú nghe rõ và những gì dặn dò ngày hôm nay. Thằng Tuấn tuy không phải là con ruột của anh, nhưng nó có tài. Quan trọng là nó là người chính trực, có nghĩa khí. Dạ anh. Hãy đào tạo nó cho nó trở thành người đặc biệt. Nhưng còn thằng Thành? Thằng Thành mới là con trai của anh mà. Anh biết, nhưng mà thằng Thành á là đứa tâm tính không tốt. Nếu trong tương lai á thiên tai lọt về tay nó, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Biết hết rồi đúng không? Biết hết rồi hả? Vậy tao sẽ giết hết tụi bay. Anh Thành, đừng có ép em. Sao vậy? Vậy mà nói yêu người ta? Được rồi, anh làm như vậy là chỉ để lo tương lai của chúng ta thôi. Anh sai rồi. Anh biết anh sai rồi. Anh hiểu tình cảm em dành cho anh mà. Anh lúc nào anh cũng thương em hết.
Anh biết anh sai rồi. Anh có lỗi. Giết anh đi. Anh không làm gì nữa đâu. Tha lỗi cho anh đi. Anh yêu em lắm. Anh yêu em mà. Em biết điều đó. Anh yêu em nhiều lắm. Linh Đan. Lại đuổi theo. Thành, cậu đã hết đường chạy rồi. Đường cung. Ngay cả ông trời cũng muốn thằng Thành thái tử này chết đúng không? Xin lỗi ông à, tôi sẽ tự tìm con đường riêng của tôi. Thành, quay đầu là bờ. Còn chỗ cho cậu đó. Còn chỗ hả? Còn chỗ nào? Vị trí nào cho tao? Vị trí của tao là một vị vua, một vị hoàng đế. Mày có hiểu không? Tại sao vậy? Tại sao tao phải đứng sau mày? Tại sao suốt đời tao vẫn là một thái tử mà không lên làm một vị vua hay là một vị hoàng đế? Trong khi ba tao là ai? Ba tao là người đứng đầu cái cổ thiên hai này, là người nuôi tụi bay đó, là người lo cho mấy thằng bay đó. Tao là người thừa kế nè. Vậy mà khi mà có mày, tao mất hết tất cả. Vậy còn mày thì sao? Mày là một đứa con quan. Mày là một đứa con quan. Nếu cậu muốn, tôi sẽ để lại hết cho cậu. Cái gì? Mày vừa nói nghe cái gì? Tao xin mày bố thí hả? Tôi, cậu, Long và Đông, chúng ta là anh em. Chúng ta cùng lớn lên, cùng giàu sanh ra tử. Anh em hả? Tao không có một loại anh em nào mà cướp giang sơn của anh em mình. Cướp giang sơn một vị vua như tao, một vị hoàng đế như tao. Anh Thành, em là em gái anh đi. Tao không có đứa em ruột thịt nào mà mềm yếu như vậy. Mày đâu có phải. Tại tao là một vị vua mà. Anh Thành, anh đừng cố lún sâu thêm nữa. Không thoát ra được đâu. Lo lắng cho anh hai quá vậy. Em gái của anh hai đi chết cùng anh hai nha. Anh Thành. Anh Thành. Tuấn. Dạ. Anh, cẩn thận.